Nó chán rồi, giờ nó hăng rồi. Nhưng mà sợ nó chỉ hăng càn tí thôi rồi. Ờ, con này ta đánh mới chặn được mà. Con và cháu rồi nghỉ đánh nhau nửa năm nay rồi. Ờ. Hăng quá. Ôi, nó say ấy. Ui. Mẹ vỗ mèo về về. Cái giống chim hăng hăng nó hăng càn này nhiều lúc nó khó. Ê, mẹ vỗ mèo về. Con cháu nó cuồng lắm rồi. Lâu lắm rồi mới thử thái độ hai mi. Nghỉ. Mời mọi người xem tham khảo tí nha. Ui trượt trượt trượt. Đây để đấy rơi ngao. Cậu phải đến cành to kìa. Gãy nào. Gãy. Nó kia nó nặng. Cái đầu này nó nặng này. Tụt rồi cậu ơi. Tụt rồi tụt rồi. Tụt rồi. Ờ. Cháu Mao cháu đặt chuối nó về nó ối đẹp không? Nó về nó ăn này. Cặp này nó làm tổ ngay trên cây xanh này. Mái này. Con trống này quá đẹp luôn. Đấy, sợ người nhìn thấy người. Ăn đi, tự nhiên đi, không có thuốc mê đâu mà no. Mỗi hai con mi này chơi thôi anh em ạ. Lâu lắm mới động vào mi. Một thời mất một là vỡ đòn vì mi. Ấy chào Mào lên làm tổ rồi kìa. Lâu lâu rồi không nghe tiếng mi nghe hay phết đấy. Còn có 3 con mi thôi, mình còn nuôi còn 3 con nữa. Hai con này. Nó nhìn thấy cái gì ấy gọi. Nó này. À. Thank you.
mỗi hai con mi này chơi thôi anh em ạ. Lâu lắm mới động vào mi. Một thời mất một nè. Vỡ đòn vì mi. Thấy chào mào lên làm tổ ra rồi. Lâu lâu rồi không nghe tiếng mi, nghe hay phết đấy. Quay. Phải lâu ngày nó rít ác rồi. Lâu lắm mới động đến. Ra cháu để ở trong nhà vài tháng nó mới động vào. Thế là chơi chủ yếu chào mào với chòe đang mi bỏ không, nhưng mà lâu ngày không động đến nghe hay phết nhỉ. Mi thì nó nghe nó hot vẫn ấy hơn. Ừ, con này này nó rít ác. Đang xòe mái. Bọn mi nó đi hết một bài hot của nó phải nửa tiếng. Đến tầm 20 phút nửa tiếng. À, con này máu đánh rồi. Quay. Thank you.